Nếu mà nhìn lại cuộc sống của mình như một bộ phim thì bộ phim nó sẽ khá dài tập. Mình làm bartender được 1 năm rồi ạ. Tại thì mình đang dùng tuổi trẻ của mình để sống với nghề bartender này. Ấn tượng đầu tiên của mình với Sài Gòn là nó nhộn nhịp, nhiều tòa nhà cao tầng, rồi nhiều quán xá mà mình chưa biết. Ba Nhật thì mất đã lâu lắm rồi, còn mẹ thì đã có gia đình mới rồi. 15 tuổi, mình phải dừng việc học. Hàng xóm họ nhìn vô, họ nói là thằng này lớn rồi mà nó chưa có việc gì làm và cũng không đi học luôn. Lúc đó thì mình thấy hơi khó chịu nên là quyết định lên Sài Gòn kiếm việc. Lúc bắt đầu đi á thì đồ nặng nặc vậy đó, nhưng mà bên trong vẫn còn sợ lắm. Và tương lai mình sẽ ra sao? Khoảng thời gian tuyệt vọng nhất là lúc mới đặt chân lên Sài Gòn. Không gia đình, không người thân mà không một ai nương tựa. Mình phải đi làm cho người ta, phải ở lại đó. Làm phụ mộc, phụ sơn, bảo vệ quán cà phê. Cho nên là có vài lần nào mình muốn bỏ về quê rồi. Vậy là mình bỏ lại thành phố là vì cái gì? Ở Sài Gòn siêu lần thì mình quen biết cô Pháp. Cô biết rõ hoàn cảnh của Nhật và đam mê của Nhật là gì. Cô đã hỗ trợ mình đi học nghề. Từ khi làm bartender thì mình cởi mở hơn với mọi người, có khả năng tự lập, không dựa dẫm vào ai nữa. Thỉnh thoảng thì kiểu cũng có nhớ nhà đó, nhớ mẹ nè, nhớ anh chị, nhớ em. Hiện tại thì mình đang sáng tạo ra một món cocktail đặc biệt để dự thi. Ly cocktail có vị tương tự với những món ăn mà hồi xưa gia đình đã từng nấu cho mình. Mình đi về nhà khoảng 2 giờ sáng. Khi kết thúc làm việc á, là mình sẽ đi ngược lại con đường mình đã đi làm. Nhưng mà khi đi trên đoạn đường đó, không khí nó lại khác với ban ngày. Đó là một trung tâm thành phố nhưng mà bây giờ là rất là yên tĩnh. Khi sống mấy năm thì thành phố này nó đã quá quen thuộc với mình rồi. Mình đi đâu mình cũng nhớ thành phố này. Sài Gòn này cũng không có đáng sợ lắm đâu. Sống dần cũng quen thôi.